Đây là dâu khi bị mất nick. Mệt quá, uống sữa lấy sức khóc tiếp. Vẫn còn mệt nên uống tiếp. Khi gặp hạt rẻ cái tràn trề sinh lực. Phu mi mi phu rồi nhanh lên ơi, bỏ ra nha, bị vi phạm bây giờ ấy, rồi mai mốt còn không like đủ kỳ á. Rồi nhanh lên mọi người ơi, mày ơi bỏ vào xuống. Rồi chào mọi người đi. Con chào mọi người, chúc mọi người ngủ ngon. Con chào ba, chúc ba ngủ ngon. Con chào chào mọi mọi người, người, chúc mọi người ngủ ngon. Rồi rồi ba, ba đừng có lo, hôm nay ba cực nhanh lên, mà chốt ba lên, chốt lên, con cũng chốt bán lên rồi. hàng cái bộ. Con lúc nào con cũng ngoan ngoãn á. Ui con ngoan quá ha, ơi con ngoan thật sự luôn. Ba nghèo đúng cả. Con ngoan á, con ngoan cố. Kiểu này là ba sẽ cố gắng tạo điều kiện cho ba đi du lịch nhiều hơn để con có thể là phát huy được những cái tiềm năng mà con đang có. Ba đi du lịch thì con vậy là chứng tỏ là có ba kề bên thì khiến cho con trở nên thụt lùi, nên là ba cần phải xa con hơn để con tự ý thức. Còn khi mà con ba ở cạnh con thì con cảm thấy là một vùng trời bình yên an mạnh, ổn mà. Khiến cho con bị thụt lùi, nên là người trai như ba thì không thể làm cho con bị thụt lùi được. Đây là ba sẽ tăng cái ngày đi du lịch từ 4 ngày lên 4 tháng. Thôi con nói chơi đó ba. Ba sẽ tăng số lượng ngày du lịch lên từ thì con về ở nhà con ngủ 4 ngày lên 4 tháng để trời con ơi, ngủ trưởng thành hơn nhá, trong mắt của ba và tất cả mọi người. Trời ơi, con ngủ là trưởng thành trong giấc mơ hả con? Con má, con ngủ trong giấc mơ của con rồi con lại mơ với cái thằng trai to cả mũi kiểu. Rồi ok mọi người, nhắn thủ chốt đơn gì giùm em cho mấy phút cuối nha. Rồi, cho mấy phút cuối nha mọi người ha. Mày thằng nghe của mày đừng đi ơi. Chốt đơn, chốt đơn mày lên mày ba. Chốt lẹ giùm tôi lên mày ba, chốt thêm được bao nhiêu chốt, chốt chốt nhanh lên mọi người, sắp hết giờ rồi. Ai chốt được nhiều chốt nha. Ai chốt được chốt chốt nhanh lên. Tắt chưa? Chưa. Đợi thầy kêu tắt tắt. Chốt bao nhiêu chốt giùm em nha. Chốt nhanh bao nhiêu chốt giùm em mọi người. Nha, nha mọi người. Lên luôn giùm em, liền luôn là chốt chỗ. Cảm ơn chị bé vàng nha. I love you so much. Tranh thủ dữ, trời tranh thủ chứ. Trời ơi, mình được bao nhiêu mình hay bấy nhiêu đúng không? Có bao nhiêu mình chơi bấy nhiêu. 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 Rồi, cảm ơn những lời chúc của tất cả mọi người nha. Mình cũng mong rằng là chuyến đi này sẽ vui cùng với những khoảnh khắc với gia đình mình. Ngày mai có phim. Chúng ta gặp lại nha. Ngày mai có phim. Khi Hùng đi du lịch thì nếu như có thời gian rảnh thì Hùng cũng sẽ live stream cùng với gia đình của mình để trò chuyện với mọi người vào những cái khoảng thời gian ban ngày. Còn buổi tối thì sẽ không live stream để mình thay thang hả? Thì em gọi Zalo này nọ thôi. Đó. Nha. Ok, xin được cảm ơn tất cả mọi người và xin chào và hẹn gặp lại nha. Xin chào, ok. Thì em cũng nhắn trước cho anh đó, anh ok thì em gọi. Ok nha mọi người, ok mai tác nghiệp, ok.